Và rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và bữa giờ các bạn thì mình đi săn hoa báo nè, làm nhiệm vụ cái kiểu á. Hôm nay đó các bạn thì mình cũng đã có rất là nhiều mấy cái Baron Show cho cái em Sabentooth á. Thì trong tập ngày hôm nay chắc là mình sẽ làm một tập lấy yên cưỡi cho em nó luôn các bạn, nâng cấp cho em nó với lại lấy yên cưỡi luôn á. Trong này thì hồi nãy mình có kiểm tra qua thử các bạn, con Sabentooth này đó được 14 cái luôn các bạn. Đó để nâng cấp với lại làm yên cửa cho em nó luôn. Ngoài ra thì mình có đi săn thêm mấy cái con kiểu như mấy con chim đen các bạn, con đét á, con đét trong này nè, không phải đét vơ, không phải con đó tên là Dino, Dino chết gì đó. Đây 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 các bạn, được một cái nè, mình sẽ lấy ra luôn đi ha, lấy ra luôn để mình nâng cấp cho em đại của mình mới được, em chim đen của mình nè các bạn. Bắt bữa giờ nhưng mà chưa có đồ để nâng cấp cho em nó ăn. Em nó hiện tại là ở cấp độ Omega rồi các bạn, mình đang để dành mấy cái Baron Soul nè để có thể làm yên cưỡi cho em nó thì mình mới có thể cưỡi được, nhưng bây giờ chỉ có một cái thôi. Thôi thì nâng cấp cho em nó trước đi anh, để sau này lên God Like luôn, rồi sau đó thì lên bắt đầu lên cái yên cưỡi cho em nó là hợp lý đó. Nhốt nó trong nhà thôi bạn, cho em nó hồi phục máu trở lại ha. Và trong này thì mình đã có được chắc là mình sẽ để riêng đi anh, để riêng 5 cái bạn như thường lệ, để riêng 5 cái để không mình quên nè, với lại lấy một cái để làm cái God Like luôn đó, lên cái God Like luôn. Phần còn lại còn dư á thì mình sẽ đem ra phía bên ngoài. Cái con này thì hình như là mình cũng đã nâng hết chỉ số cho nó các bạn, 88 hết rồi, cho nên bây giờ chỉ cần cho nó uống mấy cái này vô thôi để cho nó lên cấp, lên cấp, lên cấp đó, lên 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 để xem có em nó được ồ cấp 8 luôn các bạn. Ồ, đang được hồi máu là từ từ ha, cho nó uống mấy cái bình máu này vô. Hình như là con đại của mình đang bơm máu rồi, bứt up lên một cái đó. Bây giờ chỉ việc đi đánh cái con này nữa thôi các bạn, là mình có thể lên cho em nó lên godlike rồi. Nhưng mà trước khi đi đánh á thì mình sẽ mặc bộ giáp bóng tối vô cái đã, để có gì mình sử dụng cái rìu của mình để mình nguyền rủa ha, nguyền rủa tăng đam lên. Chứ con Sabentooth nó trâu lắm, nó có dòng Uniwear Baron đó bạn, cho nên nó trâu dữ lắm, phải mặc bộ giáp là vô đó. Đó đó, có cái bộ giáp Magic Fire ở trong này đi ha. Đó, với cái bộ giáp này mình sẽ chuyển sang cái rìu để mình cầm. Ok, vừa cưỡi con Sabentooth mình sẽ vừa cầm rìu được đó, cho nên mình sẽ nguyền rủa nó rồi tấn công. Và còn cái gì nữa không ăn? Đúng rồi, còn có cái trứng các bạn. Trứng thì mình vẫn còn một cái trong này nè, sử dụng bữa giờ còn có một cái thôi à, sắp tới phải chế tạo thêm ăn. Còn bây giờ thì chắc là không cần phải chuẩn bị gì nữa đâu, lên đường thôi, quay trở lại chỗ đánh boss quen thuộc của mình. Đây, quay trở lại chỗ cũ để thử xem coi con này đánh được với con gót không nha. Con gót chắc là trâu lắm đây. Ôi, bây giờ thì được 16 triệu đan các bạn, khi mà lên được cấp 8 cho em nó ăn. Còn vô con mây cầu thì được có 3 triệu đam thôi. Và khu vực này thì cũng an toàn rồi đó, cho nên là đặt cái trứng ra mình chơi luôn á, chơi luôn đi. Đó đó đó, kích hoạt lên một phát. Ủa, ở đây, tưởng đâu quên em theo chứ. Rồi, ok. Ai giờ cầm cái rìu không, chém 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 cho nó 3 phát, cho nó quyền rủa 3 vòng cái rồi cắn tới luôn. Nhưng mà nếu xa xa có bao nhiêu máu rồi đó, chưa biết địch mạnh hay yếu, cho nên là tốt nhất là mình đứng xa xa một chút. Đó 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 đó, bao nhiêu à? Ui, 120 triệu máu đó các bạn. Ây da, để coi để cắn mình cái rồi. Ây da, 200 mấy hả? Ồ, không sao, không đau, không đau lắm, mình cắn lại được có. Ây da, nhưng mà nó có chiêu, nó là phải controller đó bạn, với lại Baron á, cho nên nó rất là trâu á, cắn nó được có mấy chục ngàn máu à. Mặc dù máu nó không nhiều nhưng mà cắn không vô đam, đã vậy còn controller nữa chứ. Mình sẽ sử dụng mình rừng gỗ nó hả, cái rừng gỗ nó cái nè, sao không trúng gì hết vậy. Được rồi, được một cái nè, nó kháng ghê ha, 2 cái nè, cố gắng thêm một cái nữa, thêm một cái nữa. Ok, ủa, chưa được, chưa được, mới còn 2 cái thôi. 2 cái thì mình sẽ, ôi mình làm nó hoảng sợ nó không chạy, nhưng mà nó làm mình hoảng sợ là mình chạy mất dép luôn các bạn. Ai chà, nó hụt dòng boss cho nên nó không sợ mình đâu. Bây giờ mới nguyền rủa được 2 cái thôi là nó đã đẩy mình đi rồi. Đây, tiếp tục quay trở lại nguyền rủa tiếp, chém chém chém, đó được một cái nè, cố gắng mình dòm lên 3 cái luôn các bạn. Hồi nãy chỉ có 2 cái thôi, bây giờ thì có con gì đó nó hút hút lên hoài vậy. À, con kiến nè, phải thịt con kiến này luôn mới được. Ok, trời ơi, Omega luôn hả, nó hút con kia lên là đang nguyền rủa ngon lành là báo không à. Thì con này hơi trâu á, à nhờ vô mình chém tiếp các bạn, nguyền rủa là từ đầu nè. Đó, được một cái, một cái, một cái, chém muốn xua hết là kiểu gì cũng trúng à. Nó kháng thì mình cứ chém bừa chém bừa chém bừa thôi, cố lên thêm một cái nữa, sao mà khó dữ vậy, thêm một cái nữa thôi. Đó, được, được rồi, được rồi, ok, cắn 400 mấy các bạn. Trời ơi, vừa nguyền rủa nó xong thì nó lại làm mình hoảng sợ rồi. À, trời, con này vừa căng, nó vừa trâu mà nó còn vừa thêm quảng loạn nữa ăn.
cứ quảng loạn, cứ cuộc nguyền rủa nó xong là nó sẽ làm cho mình quỷ quản sợ à. Mình sẽ dụ dụ nó ra chính giữa trung tâm map đi. Hay là bây giờ mình về mình đổi bộ giáp ra. Đổi bộ giáp để sử dụng cái giáo này các bạn. Cái giáo này là nguyền rủa nó ăn, là mình sẽ lên được 5 vòng luôn á. Để thử lại thêm một lần nữa coi sao đó đã. Đổi bộ giáp là mình phải chuyển sang buổi tối mình đánh á, thì nó sẽ sử dụng được cây rìu luôn các bạn. Phải chỉnh thời gian rồi. Mà sao mà khó trúng quá, chém hoài không thấy trúng nè. Đó lâu lâu thì mới được một cái thôi à. Con này kháng nguyền rủa căng dữ à. Ôi, được có một cái thôi bạn, được có một cái thì cắn. Ôi, lâu lâu cắn được chí mạng hay sao đó bạn, lên 600.000 dam á. Còn bình thường như cắn hình như là có 150 thôi à. Còn nếu mà không có nguyền rủa luôn á thì cắn sẽ còn yếu hơn nữa. Ta đâu để là mình cắn thường thôi. Nếu mà không có nguyền rủa thì cắn được bao nhiêu dam đây? Cắn được có 86.000 dam thôi. Còn nguyền rủa. Rồi đứng trên lưng mình chém xuống thôi. Ok, canh mình chém xuống rồi. Nó đánh mình cũng không thiên nhê nha. Mình đánh nó cũng không thiên nhê luôn các bạn. Ôi hai con này cái dòng nó giảm đam dữ quá mà. Mà chém được có một cái chém hoài không trúng nè. Đó. Ui. Cắn được hai cái lên 600 mấy các bạn. Còn bình thường thì cắn được có 150 thôi à. Và nó bị kẹt ở đây luôn rồi. Nó làm cho mình hoảng sợ nhưng mà mình không chạy. Thì mình có thể tiếp tục chém tiếp. Hợp lý nha. Đó được một cái nè, hai cái nè. Rồi, cứ hai cái mình cắn thôi các bạn. Chứ nguyền rủa được ba vòng cái nó làm quảng sợ là chạy coi như là công cốc luôn à. Và bây giờ tự nhiên vô đam cho các bạn. Rồi luôn quảng sợ nữa rồi. Đang như cái phơm ngon lành nè. Đây đây đây, dụ dụ nó vô chính giữa trung tâm map thì dễ đánh. Cũng được khoảng tầm 10% máu đó các bạn. Máu nó ít nhưng mà đánh thì hơi lâu. Bây giờ mình chặt cho nó một cái nữa coi. Trước khi về bà làm bộ giáp mới. Chém cho một cái, hai cái. Lên được ba cái không? Cố gắng lên được ba cái luôn. Được 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 nè, cắn. Đó, 1.8 triệu các bạn. Ok, 1.8 triệu, 1.8 triệu, cố lên. Được bao nhiêu máu rồi? Khoảng tầm 30-40% máu đó các bạn. Bây giờ 600 đa một hết anh. Rồi luôn, tiếp tục quảng loạn rồi. Chắc phải về thôi các bạn. Đổi bộ giáp mới rồi. Đổi bộ giáp sử dụng cây giáo thử rồi. Bye bye Cường nha. Giờ mình lấy bộ giáp mới rồi mình phải chỉnh thời gian nữa. Ok, bây giờ thì chuyển sang bộ giáp sử dụng cây giáo thôi. Bộ giáp của mình đang mặc thì mình sẽ tháo 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 ra đi, tháo ra rất là trong cái bàn này để không có bị nhầm lẫn ăn thất lạc bộ giáp. Còn trong này thì mình sẽ lấy bộ giáp này ra. Đó, bộ giáp này là để dành sử dụng cây spear nè. Ok, sẵn mình đem theo bộ giáp này luôn các bạn để có gì hay qua hay lại nữa. Rồi bây giờ thì kết hợp giữa spear với lại cây rìu luôn đó, để hai cái ăn. Sử dụng cây spear này để nguyền rủa là sẽ có thêm được hai cái option nữa đó. Rồi bây giờ thì nhanh nhanh quay trở lại chỗ cũ luôn các bạn. Hai cái option cộng với lại cây rìu của mình nữa thì ngon lành cành đào, nhưng mà với điều kiện là phải buổi tối ha. Phan né né nó ra cái coi rồi nó chạy đâu rồi nó. Phía bên kia các bạn, mình sẽ đứng ở phía bên đây ha. Nó thấy mình đó, cái lệnh mà set tên đây gì đó, set time up đây rồi 23. Đây 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 bạn, buổi tối rồi nè. Đó. Ok, mình sẽ phóng cho nó thử một cái rồi, phóng một cái nè. Ui, nó không có nhận cái hiệu ứng từ xa rồi các bạn, nó kháng rồi. Còn mình chọt nó thì đã được nè. Rồi sau đó thì sử dụng cái kìa để chém đó. Bỏ vô, ui. Sau khi sử dụng bộ giáp này xong thì chém vô lắm các bạn. Nhưng mà nó vẫn làm cho mình bị hoảng loạn á. Vô được bốn cái nguyên rủa kìa. Vậy là nó kháng tầm xa rồi, chỉ có thể đánh cự ly cận chiến với nó thôi. Nhưng mà sau khi mặc bộ giáp này vô mình cảm thấy hình như là mình sử dụng cái rìu mình chém nhanh lắm. Chém kiểu như nó dính 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 luôn các bạn. Đây thử lại coi. Chém bằng cái rìu nè. Đó dính nè, hai cái nè, ba cái nè. Ui, lên nhanh. Rồi lấy thêm cái giáo chọt thêm một cái nữa. Rồi, chơi nó. Rồi sao bây giờ còn có 800 đam vậy anh? Hồi nãy đánh 1 triệu mấy các bạn. Và nó cứ tiếp tục làm cho mình bị hoảng loạn bỏ chạy thôi. Ấy da. Còn bị chón nữa. No. Bây giờ thì tối hui rồi, không thấy đường. Cho cái gamma lên chút đi các bạn. Lên khoảng tầm 3 đi. Chạy. Bari. Kéo ông đại của mình lại đây đi. Đây, leo lên liền. Lên, chạy. Vàng vũ lên trên bờ đi, dưới nước này khó chơi lắm. Ây chà, được, nguyên rủa nó được là chơi được các bạn. Hơi căng cũng được khoảng tầm 30% máu nè. Và nó hồi phục máu trở lại nhanh lắm. Phóng thử một cái nữa có được không? Kháng rồi, cho nên chọt cái nè. Đó, bị sệt tinh thì mình sẽ chém. Đó, lên 4 cái, đó, trắng 800 nè. Ủa sao bây giờ còn 800.000 đam nè. Hay là buổi tối nó trở nên mạnh hơn nữa. 800.000 là sao ta? Ủa nó cứ bị đẩy mình xuống dưới này á.
phải tìm chỗ nào đó nó ngon lành mới được. Lên phía bên trên nè. Đây, lên trên này ổn hơn đó bạn. Ôi, nó lủi lủi vô nó tấn công mình nè. Cái quỷ này hiền lắm, nhưng mà khi mà bị dính búp và nó lủi vô nó chơi mình luôn. Và chọt trong cái nè. Rồi, chém lại một cái. Lên 3 vòng nữa coi coi. Lên được bao nhiêu đam nè. Ủa sao bây giờ còn có 3 triệu đam các bạn. Đó, bây giờ lên nè, hồi nãy nó bị sao sao á. Đó, còn 1 triệu mấy thì mà chỉ có 3 cái nguyền rủa thôi. Tận dụng luôn trước khi nó làm mình bị quảng loạn bỏ chạy. Đó, được 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 được. Rồi rồi, quảng loạn nữa rồi. Ok, cứ quảng loạn là xuống nước, cứ quảng loạn là xuống nước à. Chọt cho một cái nè. Bây giờ thì có bộ giáp này chém dính lên đó luôn á. Đó, 4 cái rồi, 4 cái rồi, trắng 3 triệu mấy đam một hit các bạn. Không được 5 cái thì mình lấy 4 cái. Lại tiếp tục nữa thôi. Hay là bây giờ mình sẽ làm một cái chỗ mình nhốt mình lại các bạn. Mình mà có quảng loạn thì mình cũng sẽ không chạy lung tung á. Hợp lý nè. Phải phải phải. Mình sẽ thử cái thiết chế đó coi. Làm mấy cái foundation, khoảng tầm 4 cái foundation thôi. Đặt những cái khung cửa xung quanh là mình sẽ bị dính lại á. Về về với căn cứ một cái. Phải sáng tạo thôi các bạn. Nhốt mình lại, tự nhốt mình lại ha. Foundation thì trong này mình còn đó các bạn. Đó. Với lại làm thêm mấy cái khung cửa nữa mới được. Chà, căn cứ của mình lên đèn rồi. Stone một phát. Làm khoảng tầm 10 cái đi. Đó. Thêm 10 cái đi. 20 cái và chắc ăn. Qua trở lại mình set up một cái bẫy tự nhốt mình lại. Tự nhốt mình lại để đánh ăn. Thường thường là mình nhốt con boss lại hai. Bây giờ thì chơi theo kiểu tự nhốt bản thân mình. Cái con Miraptor ở đây thì thịt nó hết. Và con boss thì đâu rồi? Phải xác định vị trí của nó. Rồi nó phía bên đó đó. Vậy thì mình sẽ làm một cái bẫy ở hướng phía bên này ha. Phía bên này cũng được nữa bạn. Đây. Đó, 4 cái foundation. Sau đó thì tất cả những cái khung cửa xung quanh luôn. Chỗ nào xây sai thì nhanh nhanh bích up lại trước khi con boss qua tới nha. Bên kia con gì á? Ui, mình nhìn thấy con gì bên kia vậy? Repta. Ui, con nó mới tiến quá hôm qua các bạn. Hôm nay spawn lên luôn kìa. Ôi mà alpha luôn đó anh. Thôi tập trung vào con boss trước đã. Trời ơi, đây nó đây nè bạn. Vô một đĩa cho nó một cái thôi. Đó, dụ nó vô trong cái bẫy của mình để mình tự nhốt mình lại. Nó bị dưới cái cây à. Thịt cho cái để cho nó chạy vào phía bên đây. Đúng rồi, con quỷ này đi chậm lắm. Dụ vô trong cái bẫy, sau đó mình tự bích bẫy lại, mình đứng cho nó mình chơi nó. Đó, nó chỉ được cái có chiêu quảng loạn mình thôi chứ ngoài ra thì nó đi chậm như rùa mà. Đây, vô đây cưng. Mình sẽ quảng loạn nó thử một cái coi. Rồi, nó quảng loạn lại mình các bạn. Mình quảng loạn nó không thấy thiên nhiên hết, nó quảng loạn lại cái là bơi luôn à. Bơi cái mỏ lên chạy lung tung rồi nè. Đừng để con rác bên kia thấy mình nha. Thì nên né con rác bên kia rằng cái. Rồi nó đâu rồi? Đây. Follow me. Đúng rồi. Chúng ta cho nó bẫy và tự chặn lại cái. Ok. Ngon lành luôn, vô đây. Vô đây thằng quỷ. Đó. Ok, rồi. Chọt. Chọt cho một cái nè, rồi sau đó lấy rìu chặt 3 cái thôi. Bây giờ chặt dính lắm luôn á. Chặt là vô à. Rồi, cắn thôi. Nó nguyên rủa mình kìa các bạn. Hay cha. Bây giờ không cần chạy nữa rồi. Đỡ phải chạy ra chạy vô quá. Bây giờ chỉ cần bị quảng loạn thì đánh không được thôi. Chứ sau khi tỉnh lại là mình cắn được liền luôn á. Và coi hiệu ứng cái. Rồi chém một cái. Xong em nó rồi các bạn. Với cái cách này thì xong em nó đây. Chọt thêm một cái nó lấy hiệu ứng nè. Đó, ok, cắn. Bây giờ cũng còn 400 mấy vậy. Có khi được nhiều hay được ít á. 3 cái thì được 1 triệu mấy nè. Và lại quảng loạn nữa thôi. Khỏe liền các bạn. Quảng loạn thì quảng loạn chứ mình không sợ. Ok. Tỉnh lại là mình chọt nó liền. Chọt cho một cái nè. Chém thêm 3 cái nữa. 1 cái, 2 cái, 3 cái. Sau đó thì cất cái rìu vô cắn. 800 ngàn đam à. 3 triệu mấy nè. Tỉnh lại thì tiếp tục. Chọt cho một cái. Chém. Chém lên nè. Lên nè. Đó, ok, 4 cái luôn. 4 cái sẽ có 800 ha. Lâu lâu thì lên được 3 triệu mấy cái. Bởi sắp sửa rồi, cố lên, một phát nữa thôi. Ok. Yeah, làm sao mà có thể chống cự được. Ok, bây giờ thì đập bỏ cái này để ra ngoài thôi. Đó. Lụm bằng tay cho hấp dẫn nè. Ok. Lụm được cái của Fenry nữa hả? Wow, đánh con nó được thêm một cái nữa bạn. Khuyến mãi thêm nữa nè. Nó dòng Baron nó ăn cho nên nó khuyến mãi cho mình thêm nè. Và cái này để tiến quá cho con đại của mình nè. Khoan khoan,
Trước khi đó thì mình phải test thử đam trước cái đã. Hiện tại là em nó đã được 88 điểm các bạn. 88 điểm thì bây giờ cắn thử một con như Baronto chẳng hạn. Xem có bao nhiêu đam đây. Cắn một phát được 16 triệu đam. Sau khi mà cho em nó ăn cái gót thì vô thì sao đây, quất vô một cái đó. Bây giờ thì cắn lại một cái thì có phải là 32 triệu đam đúng không các bạn? Đó, phải như vậy chứ. Siêu phẩm, siêu phẩm. Sao có con sói Kenji ở đây vậy? Ảo ma vậy? Chơi đó luôn. Ôi ôi, xuất hiện sói Kenji. Ok, thịt luôn em nó một phát. Berserker ăn phát nữa hả? Thịt luôn một cái. Bây giờ chỉ còn thiếu yên cưỡi nữa thôi các bạn. Dạ, chắc phải làm luôn cái yên cưỡi. Wow. Làm yên cưỡi là nó sẽ có thêm hiệu ứng cắn chảy máu được cái kiểu rồi đó. Để rất là ngon đây. Chắc chắn là phải có rồi. Nhưng mà đi vòng vòng đánh con này trước cái đã, cho đã tan cái đã. Đó, có con chiến binh mới nữa rồi. Con này thì siêu trâu luôn á. Boss đánh không thiên nhiên đó luôn mà. Con để dành tăng cơ cũng tạm tạm cũng được ha. Hôm nay nhiều bạn nói á, có con người đá nữa các bạn. Con người đá là siêu tăng cơ luôn á. Hiện tại là mình vẫn chưa tìm được con quỷ đó. Con quỷ đó cũng thuộc dạng cứng đầu lắm. Nó như là con bọ ngựa đó bạn. Cứng đầu lắm, để mình coi coi. Con bọ ngựa là con này đúng không? Không có bạn, con đét thì hôm bữa bắt rồi nè. Con Vam này nè các bạn, cũng chưa có luôn đó. Bây giờ thì mình sẽ vô phía bên trong thôi các bạn, để mình lấy mấy cái đồ ở bên ngoài ha, 5 cái này nè, đó kết hợp với lại cái pháp trong này nữa thôi là ok luôn á, cái extend trong này một phát nữa. Bây giờ thì quay trở lại có 7 rồi cho nên là đánh cũng sẽ trở nên dễ lắm, có kinh nghiệm nữa anh, cộng với con đệ này của mình rất là trâu nữa thì ok rồi á. Mình đang đâu đây, gần gần chỗ cái 7 đúng không? Mình sẽ pick up cái cục này luôn các bạn, để gần chỗ cái 7 của mình luôn đi. Để nó phía đằng trước này nè. Sao chỗ này nó đỡ lè vậy? Ủa? Để trên kia được mà để đây nó đỡ lè. Quái lạ vậy? Ồ, kỳ lạ nha. Tao để thử coi. Đây đỡ lè nè. À, chỗ này thì được các bạn. Để gần ở phía bên dưới kia thì lại không được á. Nên là để đây đi. Ok. Chỗ nào để được thì mình cứ để xuống thôi. Còn bây giờ thì lấy cái này ra. Ok. Ok, chuẩn bị vô bẫy núp nữa không? Bẫy núp rồi sau đó thì chặn lại nữa là xong. Con này chắc chắn nó sẽ có thêm cái hiệu ứng của cái yên cưỡi nữa. Nó sẽ trâu hơn cái con nãy. Con nãy chỉ là gót thôi. Còn cái này nè. Đây, summon nữa kìa. Đó, 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 nó thấy mình đó bạn. Thấy mình, ôi rồi, ôi da, da, đó, đó, nó đánh mình bị mù mắt nữa ha. Hiệu ứng các bạn, chảy máu nữa nè. Ui, chảy máu 10 triệu đam một hit. Trời, 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 cái mà mình muốn cần có đó các bạn. Cái mà mình đang muốn có đó. Ui, con này không ổn mà các bạn, ai da, ai da, nó bể bẫy hết luôn rồi. Phải làm cho mình bị hoảng sợ nữa nè. Ôi, công dụng của yên cưỡi nó thật là ghê gớm ăn. Chảy máu hay phần trăm máu nữa. Ai da, hơi căng hơn rồi đó. Ôi, vừa bị hoảng sợ mà vừa bị phá bẫy nữa. Chắc phải làm bằng mây tàu á, mây tàu không biết có chống được không đây, nhưng mà hơi căng. Con đại của mình thì vẫn còn hồi máu được, phóng thử một cái ra từ xa nữa. Ồ cũng vậy các bạn, con này chắc chắn là kháng rồi. Vô chọt cái nè, chém. Ủa bây giờ thì không phải là buổi tối ha, chạy 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 chạy, bây giờ thì ban ngày rồi, phải chỉnh lại buổi tối mới được. Né 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 nó ra, câu thời gian câu thời gian. Lơ tơ mơ con đại của mình chết luôn á, chứ không giỡn đâu, hồi máu không kịp là đi luôn á. Đây mình sẽ Set time đây đúng không? Set time up đây 23 đi. Đó 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 đó, tối với lại bạn. Bây giờ thì tối rồi, trở lại thì nó thấy cái cảnh vô 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 vô. À nó bị kẹt rồi phải không? Nó bị kẹt bởi đi hình rồi. Chọt cho một cái nè. Rồi. Chém luôn, cái cách tự nhốt bản thân của mình coi như là thất bại rồi. Đó bây giờ thì cắn. Có 1 triệu mấy đang các bạn. Được được được. 1 triệu mấy vẫn được. Nhưng mà bị quản lộn rồi. Bây giờ có nên test thử với lại cái mây tổ không các bạn? Kiểu như cái 7 bằng mây tổ á. Chắc phải chế tạo thử mấy cái foundation bằng mây tổ đem qua chơi nó thử quá. Đã dịch chuyển về nhà cái đã. Ok, vậy căn cứ làm thêm mấy cái foundation giống y cái 7 bằng đá thôi các bạn. Nhưng mà khác ở chỗ là nâng cấp lên bằng mây tổ ha. Mây tổ mà không được nữa các bạn, mình sẽ lên bằng cái foundation test luôn. Còn bây giờ thì mây tổ. Mây tổ hình như mình chưa có học. Mình sẽ học cái foundation mây tổ nè. Cái đo nè. Ok. Chế tạo thì chắc chắn là phải chế tạo trên bàn Smithy rồi. Đây Meta là một phát. Đây 10 cái thôi. À 4 cái thôi được các bạn. Chủ yếu là cái này nhiều nhiều nè, cái này 10 cái nè. Đó lắm, hút vô, hút vô, hút vô.
À, đây bị cấn hả? Cấn thì bấm đại 40 cái đi. Nhiều nhiều chưa? Đó, 35 cái luôn các bạn. Rồi thay thế cho nó bằng đá luôn. Con kia hy vọng là nó không chạy qua tới nhà mình nha. Tới nhà mình rồi coi như là mình đi luôn cái nhà của mình luôn á. Đó, 4 cái, 4 cái. Còn lại những cái này nữa thôi. Với hy vọng hãy cầu nguyện xem coi em nó có bị ấy không. Mình thì lấy được mấy cái đồ linh tinh nè. Lát mình sẽ loại đồ lại các bạn. À, 4 cái là gọi ít nhất là 6 cái các bạn. 6 cái này mới đủ. 5 cái nè. 6 cái đúng không? Đâu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À, 8 cái các bạn. 4 cái foundation là phải 8 cái này nè. Đó, đủ 8 cái là ok đó. Bây giờ thì quay trở lại chỗ cũ cùng với em này của mình. Nhanh 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 nhanh, trước khi mọi thứ quá muộn nha. Ok. Và xem xung quanh coi. Ui da, Miro Raptor. Ây da, tấn công nó xuống rồi. Ây da, ui nó sắp tới rồi kìa. Ui da, mình đang bị trốn. Chạy thôi. Chạy. Chạy 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 chạy. Ok, cũng để mình đâu ha. Ok, nó chậm lắm. Mình sẽ chạy xa ra để mình làm một cái bẫy. Ok. Quay trở lại chỗ bẫy đá hồi nãy đi. Chỗ này chắc cũng được các bạn. Nhanh chóng mình sẽ đặt xuống. Rồi. Tắt 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 cái này đi. Bấm thứ bảy, rối quá rối quá. Luống cuống tay chân, luống cuống tay chân. Ok. Rồi, bây giờ thì kéo con Bri của mình qua phía bên đây liền. Godline của mình đây à, đây rồi. Ok. Vô cái farm, hy vọng là sẽ không bể bẫy mình nha. Mình sẽ cầm cái giáo sẵn các bạn. Thấy cha nó bị dướng rồi hả? À đây 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 đây. Đúng rồi. À nữa bị dướng rồi. Chết không? À đây 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 đây, đây. Vô nè, vô nè. Vô. Và hình như là không có bẫy các bạn. Không bẫy bẫy. Ok, được. Vô cái farm ơi. Rồi rồi, cắn. Lên nè, đó, bốn cái nguyền rủa cắn. 400.000 đam hả? 400.000 đam. Rồi lại tiếp tục bị quản lọn nữa đây. Nhưng mà không sao, con này chậm mà chắc các bạn. Cố lên, mình muốn có cái chảy máu của nó. Tỉnh lại là mình chọt cho một cái liền. Rồi sau đó thì nó bị stun thì chém. Dính một cái, hai cái, ba cái này. Ok, cắn nè. Đó, 1.6 này các bạn. Phải vậy chứ. Thầy ơi, vô cái phơm á. Quá nhiều hiệu ứng, lại bị quản loạn nữa rồi. Mình sẽ quản loạn ngược trở lại nó các bạn. Nó quản loạn mình thì mình quản loạn ngược trở lại nó thôi. Mặc dù không có công dụng gì hết à. À, chém cho một cái. Chọt trước đi. Chọt cho thịt tinh cái nè. Chọt cho thịt tinh cái rồi sau đó thầy chém. Lên 3 thịt tắc. Quất nó liền. Được 4 thịt tắc là mình cắn nó liền các bạn. Được 1.6 đam một hit ăn. Được khoảng tầm 30% máu đó rồi. Vấn đề là thời gian thôi. Máu vẫn đang hồi phục rất là đều. Chọt một cái nè, rồi tiếp tục dòm lên 3 thịt tắc của cái rìu nữa. À, được 3 cái. Rồi cắn liền. A few moments later. Chém vô. Đó, đủ thịt tắc thì lui ra để mình cắn. 400 mấy ha. Đó, lâu lâu cần ít lên được 1.6. Tụt xuống còn 900 mấy ha. Đã tiếp tục bị quản loạn rồi. Hình như em nói chỉ còn một hit nữa thôi các bạn. Là đi rồi. Ok, mình sẽ nguyền rủa cho nó một cái đi. Nguyền rủa thì nó lần cuối nè. Chém thêm thịt lắc vô, chém cho nó đã tay nè. Vô nè. Lên đỏ, ok. Phát cuối, ok. Yeah. Sau một hồi đánh miệt mài, cuối cùng em nó cũng đã ra đi. Chà, bây giờ nhảy ra phía bên ngoài không được ha. Anh phải đập bớt một cái cánh cửa thôi. Ra phía bên ngoài để mình lụm bằng tay cho hấp dẫn. Đó. Lụm lô một khóa. Xem coi. Cái yên cưỡi của em nó đây đúng không? Ủa không phải hả? Ủa? Yên cưỡi nó mình lụm vô như mình không có tìm được trong này. À đây nè. Cộng thêm neutral dam nữa các bạn. Với là nguyên tố dam nữa nè. Với là thêm phần giáp nữa. 78 giáp. Ngoài ra thì option của nó thì sẽ cho mình 300% đam các bạn. Với lại kháng 75% kháng đam nữa nè. Cắn thì làm chảy máu, với lại có ít 5 đam thì crit nữa. Với lại thêm một cái debuff làm slow nữa. Hồi nãy nó cắn mình chảy máu bị slow làm chậm các kiểu ha. Bây giờ thì có yên cưỡi. Trước khi sử dụng yên cưỡi thì mình sẽ test lại phần đam một cái các bạn. Cắn thường một cái nè. 32 triệu đam một hit vô con đó hả? Ôi con T-Rex nữa nè. Farm T-Rex luôn. T-Rex thì cũng 32 triệu đam nè. Còn nếu như mà lắp cái yên cưỡi vô thì nó sẽ lên thêm nữa, gấp 3 lần lên nữa hả? Ngoài được 103 giá các bạn. Bây giờ thì cắn lại. Bây giờ đây nóng bang thấy ghê quá, không dám lại gần. Đây, qua phía bên đây đi. Nhảy xa xa phía bên này. Cắn vô cái con nip lô này thử một cái ơi. Vậy là nó không mạnh bằng con T-Rex ha. Con này được có 98 triệu đam thôi à. Do là nó không có chiêu thú lên á.
Con T-Rex thì có chiêu thú ăn. Ui sao sao cắn con vô vô đeo đam chứ hả? Hình như chí mạng. À đúng rồi bạn, mình nhớ là có chí mạng. Nó ít 5 đam lên khi mà chí mạng á. Đây nè, bình thường thì chỉ có 98 thôi. Nhưng mà khi nhân đam lên, khi mà crit chí mạng lên á thì nó lên đam rất là dữ dội luôn á. Thử coi có chí mạng không? Rồi không có rồi. Mấy con này thì cắn cắn nó. Hồi nãy nó ghi trong cái yên cưỡi là còn có thêm cả hiệu ứng bị kiểu như chảy máu nữa các bạn. Kiếm con gì đó bự bự mình cắn á. Ờ nãy mình thấy phía bên đây có cái con nha. Đúng rồi qua phía bên đây rồi. Cắn thử coi nó chảy máu không nè. Mình nghĩ cắn một phát chắc chết luôn quá. Con này nè. Ồ, máu nó nhiều quá, máu nó nhiều quá. Được 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 nha. Rồi giờ cắn thử coi chảy máu không. Cắn thử một cái nè. Ui chết luôn à. Trời trời cái gì ghê vậy. Cắn phát chết luôn rồi. Không thấy có hiệu ứng chảy máu luôn á mà. Không có ít năm rồi. Cắn như con này cái thân tươi á. Được cái chí mạng ít năm lên nhìn nó mới đã. Còn cắn như con này thì giảm đi một nửa nè. Còn có 49 triệu đam thôi. Bây giờ chắc thử với con boss quá ăn. Con boss thì trong phần nhiệm vụ đúng rồi. Trong phần nhiệm vụ này mình thấy có cái nhiệm vụ nó kêu mình là đánh cái con nha. Hoàn thành một vài cái nhiệm vụ đó bạn. Đánh với là con Titan. Titan đây đang 10 con Titan nè. Để nhận được cái Uniware token. Titan thì chắc là phải đánh trong cái chỗ đánh boss bên đây nè các bạn, hay là cái trứng gì đó, hoặc là cái chỗ đánh boss xịn, mà mình thì chưa có cái chỗ đánh boss xịn cho nên mình sẽ sử dụng cái trứng thử thôi. Là về với căn cứ các bạn, mình sẽ lọc ra những cái Omega Soul của mình á, cái boss Soul của mình á, để mình đi đánh thử với con Titan cho nó được tính nhiệm vụ không nha. Mình sẽ chế tạo tạm cái trứng này, trứng này nè, làm khoảng tầm 10 cái bạn. Ok, 10 cái ăn. Còn đồ linh tinh thì mình sẽ cất ở trong này cho nó lọc ra một phát. Cứ mỗi lần về thì mỗi lần lọc đồ ra một cái. Bây giờ thì lên đường quay trở lại thôi các bạn. Để xem mình đánh được với con Titan nó sử dụng con này luôn hay là à đúng rồi, lâu quá mình không sử dụng con Sam bạn. Nhưng mà test thử con này trước đã ha. Lát nữa mình sẽ về để mình nâng cấp cho con Sam của mình lên luôn. Để dành mấy cái Paradoxo bữa giờ á mà chưa có nâng cấp. Hôm nay mình nâng cấp ra bữa giờ lâu quá cũng không sử dụng em Sam nữa. Cho nên hôm nay cứ test thử trước con này một cái. Đặt cái trứng ở phía bên ngoài. Cái này hình như là bỏ vô trong này thì summon được luôn nè. Lên God thẳng luôn các bạn. Lên God để mình đánh với con Titan á. Titan basic thôi cho dễ đánh. Chủ yếu là mình test thử bộ kỹ năng với làm nhiệm vụ thôi. Mấy con này thì ăn thịt một phát nè. Còn rất dễ ăn. Chỉ sợ mấy con dòng Baradon thôi. Nó giảm đam nhiều thôi chứ còn mấy con này thì quá là dễ. Con lửa hả? Cha cha cha. Cũng ghê á, cũng ghê á. Sao mà nó bay dữ vậy? Hô hấp cho nó tấn công mình á. Đúng rồi, ui có 5.000 gram đó các bạn. Trời ơi kìa. Cắn cho một cái nè. Sao rồi. Nó bay hơi dữ thôi chứ còn không sợ. Cắn cho một cái nè, 11 triệu gram. Wow, dính hiệu ứng kìa. Dính bị chảy máu các kiểu nữa kìa. Dính bị làm chậm chảy máu rồi nữa anh. Nhưng mà không có chí mạng. Chưa thấy có chí mạng nha. Chí mạng quá rồi làm sao đây. Có 11 triệu gram hết thôi à. Rồi nó bay dữ lắm. Chắn cho một cái nè. Ok. Và đây rồi. Nhận được một cái. Cái này mình sẽ đánh với lại con Titan thử nha. Có được một cái nè. Nó hút vô thì sẽ nằm trên con đại của mình. Đài 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 đài. Lấy ra để mình bỏ vào trong này để mình kích lên một cái. Đó. Summon Titan. Để xem coi khi mà mình đánh nó có tính vô trong nhiệm vụ không á. Con này thì nhìn đẹp quá vậy. Hiệu ứng lằng quằng nè. Cắn nó thì được xung vua với thịt đùi. 4 giây, 3 giây, 2 giây và 1 giây và wow, Forest à cái này con ai Titan đó bạn. À dạ 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 đóng băng ạ. Nhưng mà đánh con đại của mình không xin nhê luôn á. Đại của mình 90% giảm đam mà để giờ còn có cái yên cưỡi giảm thêm 75% đam nữa ăn. Bây giờ đã trâu còn trâu hơn nữa. Rồi cắn thôi. Cắn nó thử ăn. À dạ. Hơi căng nha. Cắn chủ yếu lấy hiệu ứng chảy máu. Con này 10 triệu máu thôi à. Đánh được đánh được. 10 triệu máu cho nên nó giảm đam. Hình như nó giới hạn đam mình hay sao đó bạn. Giới hạn đam lần trước mình sử dụng Mulsam đánh nó cũng 100.000 máu nè. Còn bây giờ thì đánh con này cũng 100.000 máu. Chắc vậy rồi. Nếu mà con này mà đánh đi để cho nhanh đó các bạn là phải sử dụng con T-Rex của mình á. Sử dụng cái chiêu phun những cục lửa ra sẽ nhanh hơn á. Chứ còn cách này thì đánh hơi lâu nè. Em Sam nó cũng không ổn đâu. Đó dậm nữa dậm rồi. Đóng băng nữa thôi. Nó đóng băng thì vô thịt nó liền. Quảng loạn cái bút vô cái nè. Ok.
nhận được thêm cái anti-fat nữa à. Anti-fat titan. Và quan trọng là trong phần nhiệm vụ này xem có hoàn thành không cái đã. Kéo xuống tuốt phía bên dưới ha. À cũng tính nè các bạn. Ok tính mà mình có ở trên này hình như một cái nữa. 30 cái các bạn, được 3 cái Uniware token nè. Ở trên này hình như có một cái nữa. Đó sẽ được cộng dòm nữa các bạn. Đánh titan một bình max XP à. Hay chà. Được. Max XP được các bạn. Có con red nữa nè, farm luôn. Farm luôn con red một quá. Bây giờ chắc cho em này dậy ha. Đánh với con titan chắc là phải sử dụng tới cái con red của mình à, để bắn cho nhanh hơn các bạn. Dòm đi chắc nhanh á. Đây để thử coi. À bây giờ chuyển sang sử dụng em red một cái. Rồi lát nữa sử dụng cái con Sam luôn các bạn. Bây giờ thì lên đường quay trở lại với lại khu vũ trụ thôi. Phải thử nghiệm mới được. Xem con nào đánh được con titan nhanh nhất nha. Đây bây giờ đánh được cái red nè. Con này thì cũng sẽ đặt cái trứng ra để đánh với con god luôn. Đó hiện tại chưa có cái chuỗi đánh boss xịn cho nên đành phải sử dụng cái này thôi. Con đất đúng không? Quất luôn một cái. Xây đào cho ngon lành cái. Con đệ này của mình thì à, máu cũng ok đó, 1.9 các bạn. Vừa máu nhiều và vừa đánh mạnh nữa. Ở đây thì rú lên một cái nè. Ây da, nó bay mất tiêu rồi, mất rú. Không sao, cắn thường một cái thôi là em nói vài phát thôi là đi hết mà. Bắn nè. Bắn. Đó, vừa hết một chút máu rồi. Cắn thường thêm một cái nữa. À, ok, lụm vô. Đây, bây giờ đến với con titan luôn á. Xem coi nhanh hơn không. Tạo ra con titan à. Lui ra phía bên ngoài liền. Đứng lấy rốc để mình nã cho nó những cái chiêu cục lửa vô. Cục lửa đây nè. Đó. Nã vô ăn. Chết hẹn đi cưng. Ít nhất là phải đánh được 10 con titan các bạn để làm nhiệm vụ. À con này thì chắc là dễ. Ủa. Ô một phát chết luôn hả. Ui. Không ngờ con này đánh luôn vô con titan nhanh như vậy. Nhưng mà có quan trọng đánh nhanh quá thì có được nhiệm vụ không, mà sợ nó bị lỗi á, chưa kịp load á. À cũng được các bạn, hai con nè. À vậy thì con được các bạn, đánh nhanh lắm luôn á. Ui xịn nha. Vậy thì mình cứ đặt ra đại ba cái đi. Đó kích hoạt cùng lúc ba cái luôn các bạn. Bỏ về trước đi. Đây bỏ vô một cái. Quất ba con cùng lúc luôn nè. Quất lên một phát. Rồi phía bên đây thì lên một phát. Bên đây thì cũng lên một phát luôn. Đó, siêu phẩm của mình đây rồi. Quá ngon, đánh xong ba con này mình sẽ về để mình thử với con Sam luôn ha. Nếu mà con Sam không nhanh bằng nữa thì mình sẽ sử dụng với con Red của mình để đánh. Ai da, con bộ cạp à. Bộ cạp Phantom với là một con gacha. Hai con gacha luôn à. Ok. Và rú lên một cái nè. Quảng sợ không mấy đứa. À, sợ rồi. Cắn nè. Ok, bắn nè. Đó, một con ra đây liền. Với chiêu bắn này chịu sao mà nói. Ok. Tướng như mình lụm bằng tay đi. Lụm bằng tay một cái nè. Thêm một cái nữa nè, hai cái nè. Phía đây thêm một cái nè, ba cái. Mình còn ba cái trứng nữa các bạn. Quất luôn đi ha. Giờ chắc phải làm thêm 10 cái trứng nữa quá. Cho nên bỏ vào khóa. Quất hẳn một lúc ba con tiên tan thôi, còn một lúc để mình đánh cho nhanh. Ben một khóa. Bên đây thì cũng ben một cái. Bên đây thì ben một cái. Rồi. Đúng cái thế luôn á. Đứng đây và xả tới thôi. 5 giây nè, 4 nè, 3 nè, 2 nè, 1 nè. Đó, xuất hiện. Ui, Forest à. Thêm một con Forest nữa. Và con cuối cùng là con Ai. Ây da, con Ai mới vừa ra đóng băng mình lại rồi. Mình chờ đợi cho nó lót kỹ chốt đi ha. Rồi đánh chứ để mất ổn lắm. Đúng rồi, đánh thoải mái đi cưng. Cứ đánh mình không chi nhê hết à. Ôi ôi. À, rú lên một cái nè. Rú lên một cái thì à, mấy con Titan này cũng bị quảng sợ nữa các bạn. Rồi, quảng sợ thì cắn thôi. Kháng đam à, sấy. Kháng đam thì mình sử dụng chiêu sấy cục lửa này thì làm sao mà chống cự được. Kéo stamina xuống nhanh ghê luôn à. Uống stamina cho em nón cái. Ok rồi, sấy tiếp thôi. Đó. Nó kháng, nó giới hạn đam á. Ở 200.000 đam rồi. Nhưng mà sấy được. Đó, ba con đi cùng một lúc luôn mà. Rồi xong. Vậy là nhiệm vụ của mình được bao nhiêu con rồi. À, cái hình như được 5 con các bạn. Đúng rồi, 5 con rồi nè. Còn 5 con nữa thôi. Vậy giờ chế tạo 10 cái trứng. Ok. Để con này ở đây đi ha. Hay là về. Ở về luôn đi. Mình sẽ đổi sang sử dụng con Sam thử các bạn. Xem con Sam nhanh hơn không. Lâu lắm rồi không sử dụng em nó luôn á. Con này mỗi lần về là nó bị vướng. À. Mình cũng đang bị đóng băng nữa nè.
Để em nói phía bên đây đây. Đây là đây, con đó là tên Retta. Rồi rớt xuống dưới luôn rồi. Oh no, nó bị lỗi rớt xuống dưới rồi. Đây rồi, ok. Đứng này được chưa? Bây giờ hình cho cái gamma của mình xuống còn 1.5 để bạn xong nó chối chối thì sao á. Vậy thì nó hơi tối. Cho nên là gamma 1.1.8 đi. Đó, vậy là được nè. Em sam của mình thì lấy ra. Đây sam của mình là đây, con này đó bạn. Đó. Ok. Bây giờ thì vô phía bên trong để mình lấy hết tất cả những cái baron cho nó các bạn, để nâng cấp cho nó luôn. Chuyển sang cái con boss không? Omega nè. Ấn cái này vô một cái. Rồi con Chilo các bạn. Đó được 8 cái nè. Nâng cấp hết cho em nó luôn đi. 8 cái. Hiện tại là em Sam của mình là lên được bao nhiêu rồi? Hiện tại nó đang ở cấp độ 15 các bạn. 8 cái nữa. Tiếp tục bổ sung sức mạnh cho em nó. Lên 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 cưng ơi. Lên được cấp mấy đây? Ngoài cấp 10, cấp 23 rồi các bạn. Đó. Bây giờ thì qua giới lại vô chủ để bắt đầu. À quên á, chế tạo thêm mấy cái trứng nữa. Thêm 10 cái nữa các bạn. 10 cái không biết đủ không đây nữa. À đủ luôn nè. Ok. 5 cái này tương ứng với 10 cái trứng nha. Sau này mình làm cái cột đánh boss gì á. Cái cột đánh boss trong này nó có một cái beacon gì đó cao cấp lắm mà mình chưa unlock qua được. Cái beacon như đâu nó xuống ở phía bên dưới này nè các bạn. À đây nè các bạn. Hiện tại là mình chưa có unlock qua được ha. Có được cây đó là đỡ phải sử dụng tới cái trứng này lắm luôn á. Tiết kiệm được khoản chi phí á. Quay trở lại với em này. Con đại của mình thì phải, mình sẽ chuyển cho nó đánh với con Sam là phải phải giảm xuống còn 50% thôi. Đó, dưới 50% bắt đầu hồi máu ha. Chứ không nó sẽ hồi máu liên tục cho em Sam luôn á. Quay trở lại với chỗ cũ thôi. Quất hẳn 4 cái kiếm cùng một lúc hay là chắc là 5 cái luôn á. 5 cái sợ mình kích lên không kịp thôi. Và quay trở lại kìa. Trời ơi. Tàn hình một phát thôi. Vô cho mình bùm cho một cái. Trời ơi, cái số nổi lên khủng khiếp quá vậy. Bao nhiêu vậy? Hình như 12 tỷ đam hay gì đó các bạn. Gì cái gớm vậy? Bây giờ thì sử dụng một cái trứng nè, hai cái trứng, ba trứng, bốn cái trứng và năm cái trứng các bạn. Đó. Quất 5 cái không biết kịp không đây. Bỏ được chưa đây ha. 5 cái này thì kiểu nổ một cái chắc là đi á. Với sức mạnh của em Sam này thì mình rất là tin tưởng em nó. Kích lên một cái nè. Kích lên một cái nè. Bên đây thì nhanh 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 qua phía bên đây kích lên trước khi nó xuất hiện ra nha. Còn vài giây nữa thôi. Và em Sam của mình đây rồi. Chiêu không biết hồi chưa nữa nè. Đứng sạch sao chú ơi. Tàn hình cái ơi. À tàn hình được các bạn. Ui, con rết à. Super. Với lại con bọ cạp đồ các kiểu nữa. Với Allosaurus nè. Rồi rồi rồi. Nhào vô. Hai con rết luôn á. Nhào vô và bùm cho một cái. Đã đi mấy con vậy? Không biết mấy con nhưng mà chắc chắn là tụi nó nghe im điềm lắm. Và lụm vô một cái à. Được hai cái. Hai cái Supernova với một cái là ba cái à. Thiếu. Vẫn còn thiếu. Mình nghe tiếng u u ở ngoài á. Xuống để mình chặt thịt nó ra. Lấy cây multi tool. Chết rồi, multi tool bỏ nhà rồi. Chết. Dưỡng dưỡng ở đây rồi, dưỡng đây rồi. Không được. Kéo con trô lên của mình xuống như thế này các bạn. Ủa dưới này luôn rồi. Dịch chuyển lên chỗ đánh boss liền. Dịch chuyển lên chỗ đánh boss sau đó rồi quay trở lại lượm nhanh nhanh chứ để đi bền mất á. Rồi sử dụng con kiến xuống phía bên dưới ăn. Để ăn thịt hết mấy con này á. Giải tay 5 đồng, giải tay 5 đồng. Đó còn hai cái nè. Đủ rồi. Con này thì ẩn vô một cái. À, một cái nè. Dưới bên đây thì một cái nữa. Rồi bây giờ thì kiểm tra lại xem coi hai cái trên người của mình ha. Với lại em Sam thì nó giữ ba cái rồi đó. Sam của mình là con cái đây nè. Xem coi em Sam của mình đúng rồi ba cái nè. Mình sẽ thử trước một con nữa các bạn. Titan thì thử trước một con xem coi em nó dồn đam được không ha. Đại Super nè. Supernova luôn. Rồi đi ra xa một phát. Mỗi lần nó ra là nó cứ đóng băng mình lại thôi. À nó đánh mình các bạn, nó cũng bị trừ máu đây kìa. À, con này có cái chiêu là kiểu như bị đánh á, là sẽ làm cho mục tiêu bị chảy máu thôi. Nó cũng kéo máu xuống à. Và tàn hình một cái vô. Nổ cho một cái thôi. Nó bị giới hạn rồi các bạn. Rồi 300.000 đam một hit ha. Con này 3 triệu máu à. À nó giới hạn theo chỉ số máu rồi. Hàng gì 10 triệu máu thì nó sẽ tụt xuống 100.000 nha. Còn con này 30 triệu máu thì sẽ tụt xuống 300.000. Và cứ đánh mình thoải mái đi. Đúng rồi.
nó càng đánh nó càng mất máu à, cái tụt máu xuống kìa. Đó đó, đúng rồi Trân ơi, con nữa chưa né đòn liên tục á, chờ đợi chưa tàn hình cooldown cái là mình bùm cho nó một phát nữa. Nó phun nó cũng kéo hình dây nha, đập chỗ bị đóng băng nữa rồi, đang thành bùm cho một cái nè, không chi nhê hết à. Red vẫn là sự lựa chọn sáng giá nhất là khi đánh với mấy con Titan được rồi. Bang một phát à, ok xong em nói rồi, vẫn còn rất là lạnh nhưng không sao xuống được. Cái gì vậy nè? Em nó bị đóng băng lạnh tê người luôn mà. Solo một phát cắn thịt con này luôn một cái đi. Em stun này của mình thì cho về với căn cứ thôi các bạn, mình phải kéo con Red vào để chơi thôi, mình còn 40 trứng ăn tương ứng với 4 con Titan nữa đó, cho nên là đặt ra phía bên ngoài để chơi luôn. Tài 4 con còn một lốc luôn nè, đó lần này chơi 4 Titan luôn ha. Nhưng mà trước đó thì phải kéo con Red của mình qua chứa đã, để lát kéo không kịp á. Red ta một quá, đài 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 đó, phải đứng đó chứ. Bây giờ thì bỏ trong này một cái, 4 con còn một lốc, hồi nãy là 3 con ăn, còn bây giờ 4 con, 4 với 3 con cũng như nhau nè. Cái con Titan này không có đam đâu. Để xem có cái Uniware kia thì mình sẽ được gì đây. Hồi hộp lắm luôn á. Và chạy ra phía bên ngoài. Chuẩn bị. Chuẩn bị nghênh chiến. Người xa xa ra cái đã để lấy tư thế bắn vô ăn. Trước tiên là mình phải rú lên một cái cho nó sợ. À, Death Star Titan. À, giờ ai Titan, 3 con ai Titan luôn. Wow. 3 con ai Titan nó đóng băng thì thôi rồi luôn á. Giờ để cho nó rú lên một cái, rú lên nè à. Đúng rồi, quẩn sợ rồi bắn. Bắn ra. Trời ơi, chết một con Death Star Titan à. Death Star Titan thì dễ. Mấy con này có con 30 triệu máu ha, có con thì có 20 triệu máu thôi. Bỏ hết stamina hả. Quất vô. Rồi bắn. Dậm chân một cái nè, lại hết stamina nữa rồi. Chơi bình tự vô luôn. Rồi bắn. Bây giờ thì bắn thoải mái luôn. Người ta ra để mình bắn. Nói đam đùi đùi lên nhìn đã quá. Có một con sắp đi rồi nè. Còn mấy con 30 triệu máu thì hơi lâu một chút. Còn phía bên đây thì sắp đi rồi. Ok, và hết stamina nữa ha. Đóng băng nữa rồi. Rồi rồi, mọi thứ đồ uống vô. Rồi bắn, một con ra đi. Còn hai con còn lại thì em nói luôn. Còn con 30 triệu đam này thì phải thật ra đồ quá. Rồi lại đứng đây mình bắn vô nè. Vừa bắn với mình cắn thường luôn các bạn, kết hợp giữa hai cái lại với nhau thôi là xong. À ok. Em nó cũng đã ra đi. À, chắc chắn là không có gì hết rồi. Đánh nó chủ yếu là để làm nhiệm vụ thôi. Quan trọng là nhiệm vụ của mình đã hoàn thành chưa nè. À đây các bạn, được một cái token nè. Nhận luôn một cái. XP, Max XP thì nhận luôn một cái. Mấy cái nhiệm vụ này thì nhận luôn đi. Hoàn thành cái nào mình nhận cái nấy đi ha. Vậy là còn một cái là hình như là 40 con hay 30 con rồi đó các bạn. À 30 con các bạn. 30 con thì được 3 cái. Hy vọng em nó không rớt xuống dưới nữa nha. Bên một cái, đó. Không rớt xuống dưới là ok. Stamina thì lấy ra thôi các bạn. Lấy ra một cái kìm cất vào ha. Cái Uniware nè. Uniware được 2 cái. À cái này sử dụng là kiểu như bỏ vào trong cái cột đánh boss các bạn, summon ra một cách ngẫu nhiên. Ủa mình cứ tưởng là được mở ra chứ. Rồi thì đem em Sam về thôi các bạn. Em Sam này chỗ để quen thuộc của mình để đây nè. Đây rồi. Con này thì bây giờ có thể cắn chảy máu được cái kiểu ăn. Còn có tỷ lệ chí mạng nhân 5% đam lên nữa các bạn. Và em Sam thì cũng đã lên được cấp độ 23 rồi đó. Cực kỳ mạnh luôn ăn. Thêm em Red nữa. Vậy là trong tập ngày hôm nay các bạn, mình đã tiến quá thành công cho cái em Sabentus của mình lên cấp độ ăn Omega, với lại có thêm một cái yên cưỡi nữa, giúp cho em nó có thể cắn được chí mạng với chảy máu được các kiểu nó cực ngon luôn ha. Và video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng dài đó bạn, cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu bạn cảm thấy thích video của mình thì đừng quên cho mình xin một like cho video cũng như một đăng ký kênh để có động lực làm thêm những video tiếp theo bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.